Bà số so đây tôi nghe bà ok sầm rạp thay này dương bà bắt to bắt chọc bà mê riêng tì pram bà dương bà ok bà bắt to bàn sầm lên chiếm đấy ok tỏ ok bàn chân dương bắt to cho bà chúng nó tì bốn tệ tăng nâng Delegated và Administration. Bà chân chúng ta chấp đam đồng bốn bà nè tầng ốc này chia dìm vô bịa con lưu bà tệ tầng nâng Delegated Administration nâng ta bà kê chọn xâm đào từ lưu ấy bà bịa Delegated nâng đôi nhận ốc này bàn đăng hết tệ tầng nâng ca tê sức hay Administration ca cực cực bà chân Delegated Administration nâng xâm đào từ lưu ca tê sức cục rằng từ feature nào mới này và website nào mới nó lưu web server IIS dial và user nào mới remote pi client machine cho một căn IIS và đảm bảo cục rằng từ website nào mới và chương by default role feature của website này mới ở vậy để cái ban cũng nói mà chỉ sai tam lồng nom đam nữa bà miền feature class ai miền sệt để đi thế hay feature class ai miền sệt bình lĩnh tiếng đi tiếng lại bản chương person bà dương chia nẹt căn domain admin nữa à hay bà chỉ ca cú dương cú tại test ai bà web admin để cái cục cơ website nữa bà ai cái miền sệt bình lĩnh bà nó lơ và feature tiếng on này website nào mỗi pe đại kê remote cho bị client machine máu bản chân kê miền phía nghe suốt lòng ca cái prime same thing từ tam đồng đầu ca trăm bạch nào mỗi bản chân chấm nói nick cứ dương chia domain admin và dương ai và test ai và user some shop nào mỗi rồi có ai chrome là user và ai miền sệt ping link từ lơ feature này website nào mỗi và đồng bày bắt đầu phía bà nghe sửa bà xâm rạp ai nè đại cái cục website nó kê miên xâm mạc tập hiệp bà kê miên la tập hiệp bình linh trong cả cài prai ta tam đồng đầu ca trăm bạch nà mùi bà chân đồng bày thư bạp nâng ban dương tệ tương nâng feature mùi bà kê ai chmô tha bà feature delegation bà feature delegation ok bà chân bà tòa bì bà dương dùng vì cô bầm non bà dương hơi bà tệ tâu nâng Delegated Administration bà thay kê xâm đau dân mấy kì chọn bàn ấy bà chân dương trâu đăng thả ta bà đâm bây tê sức cục rộng từ lưu feature xem xin bọc website từ ao user được Chrome user bà nà mùi đứng kê thua dân mấy nhé ok kê thua dân mấy ok chân và chấm hiên này ca thứ vì tệ tương pi bà sầm rạp pi tô pi mà sầm mình và dưỡng bà sầm rạp ca bằng riêng pi mà sầm mình và dưỡng cứ tệ tương tình nâng management service và tìm mối tệ tương nâng management service hơi dân ba thì dây rồi rồi là hỏi và management service nâng dương ạ này nhà bà ơi kì ai remote và pi client machine và chôn một căn cục rộng web server tiền mũ rứ có website nào mới để web server nâng hơi dương ai cầm nọt bà thả ta user nâng ai chỉ Windows user rồi có ai chỉ ai ai user ai chỉ đám hơi dương ai cầm nọt bà tệ tương tình nâng thả ta mà sân na ai remote mà ban mà sân na mà ai remote ban cứ filter là IP address ok bà chân bà tốt bà dương miền management service hay bà dương chấp đầu mở thuê ca petition và ai user nó ai và nông cạn này thì họ và dương đấy cứ dương được petition ai và ai chỉ Windows user và đưa có tiền pi của bạn đấy tiền Windows user tiền người ai ai user ai còn miễn sức remote cho một căn và website là mũi hái còn miễn sức ping link và tờ lơ và feature tiền on này website này và chứng bà bắt đầu bị dương ban đi chăm anh ở nhà ở miền ca ai đi mua bị client machine mà hỏi lời chấm hiền sầm rạp ngày đi với dương cứ dương vẫn to bà anh ở nhà ở user nó ai miền sệt ping link
feature tiếng này và website này và feature miền đôi chi authentication compress default document trade browsing error page anh ấy có miền sơn bên lên từ lớp feature ở tận năng mà chương đồng bay thuê riêng năng bán và dương cho từ căn và IIS và manager mà về nó dương click lơ và chmo mà sân và web server và dương mà ok hay dương tiên bia cho mà cloud máu và dương đừng khơi miền feature delegation và trong feature delegation này được dương ban áp bài và vì hàng đầu nít cứ phát là tập hiệp ai administrator nó ai và assign ai phát đoàn ai user thông đa là mỗi ai chỉ window user rồi có và ai user nó cứ ai miễn sức từ lưu feature này website là mỗi ai ai để read rồi có read lại hay chỉ cả cua và kê chỉ web admin dương cua thì ai sức pinh lên từ lưu feature từ ngọt năng màu và đồng bây kê nghe sử dụng nó cả cài prác từ tăng đồng bây trăm bạch là mỗi ok, chương phê là dương ba feature delegation nâng hỏi và dương nâng khơi tha feature class read only hay feature class read write và chương cô đào dương cư dương trâu cài prai và ca ạ nhà nâng và chương dương nâng trọng action list và dương click custom size delegation và đâm bay cùng nọt ca cài prai feature tiếng ọt nâng ok, chương phê là dương click custom size delegation bà cho đó là tên custom site delegation nó cứ dân ai chưa được website nào mùi và để đồng bây ai user để remote cho một can website nó còn miễn sạch bình lĩnh chân thông cảm lấy cái chưa được default website hay sai là dương thế dân chưa được website nào nó chỉ đường bỏ dưỡng và bắt đầu máu dân select all và dân select feature tầng all năng máu và select tầng all máu ok hay dân và giờ và read write, you click the read write và miền đây tha feature tiếng ổn nâng và user đã dương mang tê sức ai và miền sức cho một can ở website nâng feature ngài mà nâng phê để gọt cho đo website nâng feature tiếng ổn nâng gọt miền sức bình lĩnh cư tiếng read tiếng write hai cái nông nít nhóm trong mình chưa ẩn tích đã tăng phi và sức cái nông ca đã dương tê ai nâng chân dương miền bay cầm rấp và chia ca cầm lọt bài mô lực thà nâng bà dương miên bay cùng rất bà dương miên read rise bà chân bà sân là dương giao feature đi môi nâng cư read hay rise bà miên đây tha user để dương ba nở tê sất ói nâng bà ai chàng khơi bà feature tàng ọt nâng hay ai chàng cài prai bà miên đây tha phê được con lọc chôn máu này feature tàng ọt nâng bà còn ai mơ khơi hay ai cài prai bà ta tam với để chia đồng đầu cả ok, person bà dương do cầm rất bà kẻ tâm là cầm rất này cáp tê sức nâng trâm tài reads bà chân user ai chạy khơi nhỉ bà tái admin sức nông ca cài prai chân user ban trâm tài khơi bà về là user lọc chôn mà website thì họ đi phô website nâng user ban trâm tài khơi feature ở thần năng tế tái admin sức nông ca cài prai tế ok, hai person bà dương bà do cầm rất này cáp tê sức môi tiết dường hào thà not delegated ok nâng user bà xôn bay tài khơi nâng mình ai khơi phong bà mình đó bà xôn bay tài khơi nâng có mình ai khơi gì bà chân cứ mơ ọt khơi tài mà đoàn bà ok chân bà khơi có mơ mình khơi phong ca cài prai đúng rất là ọt tiệt hời bà chân ảnh ít tạo nâng cầm rật bà delegate bà ok chân bà xôn là dường dường not delegate và miền đây tha feature of the niche user nó cứ bà mượt khởi nhỉ nè và user nó cứ mượt khởi nhỉ bà ok chương bắt đầu bây giờ bà read write từ lưu group feature từng hỏi bà chương dương cho đào chúng mình bắt đầu cứ dương chạp đàm chữ user nào mùi bà đâm bây user nó mà miền sức remote cho một căn và website nâng hay phê để cho mà đo website nâng tập tuôn bàn sức để dương bàn thị nâng và chân thông cảm lấy ní dương xong ra chất chưa được user mùi chứ một thờ web admin và hơi user nâng đôi dương bàn ạ thì bài tì mà sơ mình chứng và dương ai dơ window user của bạn và dương ai dơ ai user của bạn và chân phê để dương riêng trong
trong ca cũng nó xuất the low feature và đi mui này website nào mui hết và chúng hiền mình to bảo dưới cứ trong ca chưa được user nào mui và đại ai miễn xuất và từ lỡ website để dân bạn cũng nọ nè bạn chương dân trao cho một căn ở IIS và manager dân trong bang IIS manager và chương nó trong sai dân miễn website chẳng chương một nâng dân bạn tê xuất từ lỡ default website thả ai user để ai cho mà bạn nó cứ miễn xuất ping lên từ lỡ feature từ ngọt nè bạn chẳng dừng chưa website để dừng bàn cộng nọt cả thị sách bị khẳng đàm nâng hơi dừng xoay như đó bà feature mới chứ mua tha IIS Manager Permission bà IIS Manager Permission ní miền này tha bây để dừng add user nà mua chôn mà khổng nâng user nâng nâng miền sách remote mà căn bà IIS bà website bà dừng bà mà căn website nà mua bà nó không ở bà IIS web server này ok chương dương trâu add user web admin ít chôn mà không bà IIS manager permission tầm bây ai user web admin ít bà ai remote chôn mà căn website chúng ta default website hai bê để có remote chôn máu bà có nâng từ tôi bàn sức read arise từ lưu feature từng ổn này default website này ok bà chương bê để dương bà IIS manager permission hay và nếu không tiền IIS permission nó dân khuyên crom action dân khuyên allow user mà chân dân trâu và click từ lưu allow user đồng bây ảnh nhạc ở user nào mùi ai remote mà bạn nâng và chân bây để dân click allow user vì bằng hai dân được tiền allow user hay tiền allow user nó cứ mean people paid user và đời xa dân ban cũng nó bà dân ban cũng nói pi bà management switch máu tại tao credential user account để dân IT nó dân miền ở pi và paid này ca cũng nói dân miền ở window credential only hay nâng window credential rứa có IIS chẳng là sao dân chưa được giao window credential rứa IIS chẳng mà bao chấm nói tên là allow user nó dân khơi miền pi chấm rứa ở dân chưa được và select the type of user chẳng miền window hay là miền IIS này chờ chẳng bây giờ chọn ai window user dân select window bây giờ chọn ai IIS user dân select IIS manager ok hay mà sao mấy dân ban này dây hay làm pi window user hay là IIS user và chẳng window user cứ chỉ user bằng cao nó không ở window và ai chia domain user và đôi để dân ban bằng cao nó không ở OU mùi mùi nặng hay IIS manager user ní cứ user bằng cao lang đòi IIS manager và trước nông cạn này bởi dương ní cứ dương ai user nó không IIS ní ok và trước bởi sân là auto min IIS user dương trao bằng cao hay bởi min hay dương ai select và trước bởi dương trong ban IIS user là thầm mấy mối dương trao bằng cao và tôi mới dương select cứ browser user nó hay dương select user nó máu cứ web admin dương click ok chỉ cả select và chúng ta đã dùng riêng trong là lớp server hay và dùng thưa ca testing bị client machine và chúng dùng remote bị client machine tới căn ở website để dùng ban cộng nọt nâng hay và tỏa máu dùng truyền bình luận mơ thả táo feature tặng ổn nâng phát triển tùa ban sức bình lệnh ọt và phát triển ban tiền riêng tiền rai mẹn ọt xây bởi bán và mình này thả ở vây để dùng ban riêng trong nó cứ và trầm trầm bà ok tỏ ở lâu dương mơ ca đi mô và chạy tầng ọc nế bà đầm bay bằng hai thả ta ở vây để dương ban để dây nâng bà vì chạy tỏ tầng nâng ở vây để dương ban bà ở vây để dương ban lực lao nó cứ bà vì chạy tỏ bà tầng nâng ca bằng hai ở khơi chạy sân này nhọt nế ok bà chân dương mơ ca đi mô và chạy tầng ọc nế bà hơi ní cứ đa dạy kram ở dưỡng và dương miền bằng đài mới để miền ca top shop rồi viên server people là pí dương thưa vị trí web server hay ATP server này hiện tại tiết chẳng dương bà cho đó biết hay dương miền mà sân client mới và mà sân Windows server và nếu dương thưa chi bà dương sử dụng remote và bị client này cho mà group trong website mới nữa lớn Windows server people là pí để chi web server này hay đầm bay remote ba nó cứ dùng pra IIS Pumple Manager và để dùng ba là sắc xa vì rồi mà hỏi dùng trao install nó lên một sân client và chứng
mà xin server people là pi nick xem bạn bao vi hỏi bà nick cứ server people là pi dùng log cho chỉ mua user account để chỉ administrator mà bạn vì miễn set ping link cái đồng ca vừa ca xin xin từ ta mà vậy để chỉ đồng đầu ca bao nhiêu bà bà chân cô bầm non này ca đi mô mình chạy ní cứ cô đau bỏ dưỡng cứ dương a này nhà thôi Windows user và đứa gọi ai ai user và pel da đi mô pi và client machine mà can website nào mỗi nó lưu web server bỏ dưỡng và miễn set ping link và từ lưu feature tiếng off này và website off tận năng ở ti ho thay user nó cứ chịu web admin. Ok bà chân đam bay thưa bẹp nắng bà dương cho tờ can bà IIS bà manager chân dương click lửa ai ai ni máu bà chân nó lơ chmu một sân server này nó không đi server name thì IP bà server chân dương right click bia máu đam bay cho tờ can IIS manager để xa IIS manager nó lơ server people là pin này bà chân này nó không đi đừng internet information service IIS manager. Ok chân bà bia máu mà hai dương phần lia chứ một sân server đằng máu ok mà dương phần lia sai nít ok chứ như khơi dương miền website phí miền default website dương mà stop hỏi đằng âm sri website bản chân tìm mũi tệ tên ca ạ nhà bao remote và tìa tệ tên nâng management service và chân dương bản ạ nhà thói ca phí bà mà sờ mình mà chân khoa chân chết mưa mà xa tiết tế. Ok chân dương khơi anh tha dương ban enable remote connection hơi và hơi tệ tương nâng identity credential và dương dơ và window credential rồi có IIS manager credential và miền này thay user để miền sức nông ca remote mà nâng ai chỉ window user rồi có IIS user à sai dương này cũng nọt. Ok hơi tệ tương nâng dương mơ ca cầm loạt là IP nix. Ok dương admin ham mà sân na mùi tì. Ok dương admin ham mà sân na mùi tì và chân mà sân là dương ham cả lại như access for unspecified client nix dương ai giờ deny hay dương ai ai allow mà sân na mùi màu bà rưu có nix allow hay deny mà sân na nâng chia rương bỏ dương. Ok chân là nix con châm trong bằng hai lần vinh vây thì dương ban sắc xa rồi mà hỡi. Ok chứ và to bị dương ạ này nhạc ai remote bà mập căn bà web server rồi có web site nào mùi hời bà chứ dương bà chôn màu bà chấp đam thư ca tê xích bà hai tê xích dương ai tê xích ai bà Windows user hai ai ai IIS user chứ bà dương tê xích ai IIS user nâng ai IIS manager user nè. Ok dương mơ dương miên user mùi hời. Ok rồi sắp trong ban bà cao xâm lập thân ạ e4 bị lĩnh nghịch mình chẳng bà xin là dương trâu ca ao user na mùi bà cao user na mùi thơ mấy. Ok chẳng dương ai click là anh add user. Ok hỏi chẳng bà cao user mùi chứ mô tha âm sri web admin bà ở trâu chỉ mùi đường thân ạ dương. Ok hỏi dương cộng lọt password ao user nâng máu. Ok chúng po Windows user dương miền trang thôi khi mà check ở nền tảng ngóc niềm mượn tích và Windows user cứ nó còn active directory computer hay user nix và chương dương miền user trang thôi nix so user authentic dương ai trao user nào mũi và chia riêng bỏ dương nhé. Ok và chương dương ấp chăm bạch và cao tiết rồi và cao thay của bạn đấy. Ok và chương bắt đầu pi dương và cao IIS user hay và chương dương mau mà sân server vĩnh bà dương chấp đam bà đồng nào ca này ca tê xịt ao user đại dương ban và ca mình nhấn bà miễn xịt bình lĩnh từ lứa bà feature bà này website nào mùi. Ok chương dương tư bà feature mùi ao chmô tha feature dedication này bà bà về máu. Ok chương dương khơi tệ tơ nâng lẹ cả nạ default
Okay, you may say this number your room. Use the feature to config the default delegation state for feature at lower level in IIS Manager. But just the actual car configure. But change the default feature. But okay, default of it, good authentication, anonymous read only, but handler mapping read only, module read only, ISL setting read only, high compression read write, damage, change the default. But change the son of KG web admin, but you go to the test of bình lấy nhận tiền đi tiền lại group feature từng ngọt từ và đồng bay miền phía và nghi sư và nông ca cài prai xe xe cho ta đồng ca chăm bạch nà mùi ok bản chân đồng bay phê sật nâng và dân trâu cài prai đồng lại và cài prai feature ở tầng nâng và đòi nhận ngọt nha click lại nâng cọm action nâng ngọt nha khơi miền và custom size delegation và click game out ok và bất toàn mà tiếp nè, các anh đi chơi website, thật ta thế rất ai và feature từng con nó là website nào mùi. Chương bài default với select default website, sao default website nên là lơ. Chương bài nè, các anh đi chọn thế rất ai user nâng miễn dịch từ lơ feature từng con, từ feature ở tận này và này website three website nè, các anh đi select website này màu cứ three website. Ok, chưa được website hay nè tầng ốc này select feature tầng ốc nâng máu. Ok, hay set feature delegation hay set out tiền read, tiền write được dương bàn áp thị bài hay. Ok, nhưng dương nâng khơi tha feature ốc tầng ní cứ bà delegation nâng nè tầng ốc này khơi nhờ bà read write group feature tầng ốc. Ok, nhưng bà dương bàn tê set hay bóng tái dương ốc tôn bàn anh à, là nhà ở user nào mới ai remote mà căn ở website nâng và pi client machine đòi para ai ai phục vụ mà này chơi là lại và chương trình từ permission user tiền và chương trình bay permission user này tôi có click mà lưu website để dùng bàn tiền sệt nâng hái cứ website chỉ một tha three website ok hãy này tôi có click và swipe như đó và feature mới và cứ chúng ta IIS Manager và permission và nè tầng ốc này cứ như lấy nít cái đặt tham management cho nít cái tầng management chân nè tầng ốc này bao về máu ok chân đôi nè tầng ốc này bàn khơi xâm rạp website để miền chúng ta âm sri website ập toàn miền ảnh này nhạc ở user nà mùi và ai remote vì client machine và cho một căn website nâng là lời ok và chân user để dân bán bật cao tha E4 web, M3 web admin mình nâng cứ up toàn miễn sức và remote mà căn ở website nâng là loại tế tại sao tại dân up toàn bán ad viết cho mà căn II manager permission bản chân đồng bây vì ai sorry đồng bây ở user nâng ai và remote cho mà bán nó trong action thì dân ta click allow user ok allow user ok chúng allow user đôi dân ban áp thì bài chúng và dân khơi dân ai do user pi window của bán ok dân ai do user pi và ok ai manager của bạn ok chúng dân do pi ai manager muốn ok dân select máu và user mình cứ three web admin ok dân click ok máu dân click ok mà sao tiết bạn chúng three web admin và cứ miễn sức và đại vì IIS IIS user cứ miễn sức remote một căn website chúng ta three website ok và three website và phải đại vì remote cho một căn three website cứ vì miễn và sức bình lên tầng ổn lớp feature tầng ổn này three website sao dân bàn tế bình lên hỏi ok bản chứng dân ai bà allow user nào mùi tiết chứ allow user window mùi tiết bà chân dương click allow user máu hay dương select user window nào mùi máu nhưng our user three u hay dương ai check mới thầm miền up ok chân dương cười miền three u one chân kiểm giờ three u và để đọc đi chạp vào đó lại log on name này cứ three u
Ok, hay ở đây chia window và giờ mới viên nó có domain lovemail.com nó có OUIT hay sub OUIT user. Ok, và chứ như click ok máu và hơi dừng bắt đầu click ok và bắt đầu click ok máu đồng bây confirm. Bản chứ đôi nhận tổng ốc này bạn khơi dừng tê sức IP user cứ user M3U và chữ window user nó có domain lovemail.com và miễn sức một căn website một thà và M3.com và hai cái page user và hai dương của bạn tê sức ai ai user và cứ M3 web admin. Ok, bạn chắc miễn đây thà user từng pi nó cứ miễn sức remote pi client machine na muối và hai page đại chôn mà đào website để miễn chúng ta M3 website cứ tụi bạn sức bình link từ lưu picture từng ọ và tại sao thì dương bạn cộng nọt bạc năng. Ok, chân nâng lơ server và dương thư tại phần nâng cư chìa cả sạch hỏi dương chạp đàm tư thư nâng lơ client làm bây test và remote connection và phi client mà server. Ok, bản chân dương nghĩa mà client machine và chân bàn bà client machine rồi hỏi cư Windows và server hỏi client machine này dương trâu prapras và IIS và 7 manager hay đồng bay install IIS 7 manager dân ba này dây hay và nó lên computer client ấy trâu ba feature mới ở chúng ta IIS management console và ba mình chân tế vì ở ai install IIS 7 manager này bàn tế mà sẽ mình dân ba này dây virus đoàn hỏi. Ok, chân đi chia mà xin client và hay make sure tha và connection và network connection đối với client hay server nó ok sẵn và sẵn là network connection ở ok thế và bật tốt bây chỉ dương riêng trong bia bàn trăm trăm có đói có ai thì remote cho tập bàn này và chân đồng bây tay connectivity và nè tăng ốc ní ai bà xìm đi của bàn PowerShell của bàn và hơi dương pra command ping và chân chung ping tập can và web server cứ mà rồi cao pi mà rồi học bầm bấy chạy muối chạy pi rồi hạ bảy và để ngọc niềm mơ IP bỏ web server được khi bạn đặt tâm trao hỏi khi mà phải hai mà sao thì thế cứ mà rồi cao pi mà rồi học bầm bấy chạy muối chạy pi rồi hạ bảy. Ok, nhưng những pin hay những pin đặt mơ là tập hợp được ngọc niềm và những người ta miền ca chạy top và miền này thành này vừa còn lại chân ngọc miền bảy hà thì và chân ping này cứ bắt chun ở buôn cái job ở và máy xe nữa hay server với tụi tôi bàn tiếng buôn bạt bóng đấy nhưng khi thảo miền bạt bóng thì và chân chụp chơi nó cứ và mà rồi phía rồi để sao miền bạt bóng này đã mũi nơi cái job máy xe thì ok và chân về đây network connection ở miền bảy nhà hay hay nơi server này đã xong tốt nơi client này xong bàn install và IIS Mobile Manager hỏi và chân dân bác IIS và làm P Manager máu và tại sao dân bác install hết dân mới khơi nháy và Internet và Information Service IIS làm P Manager này. Ok, chân ở đây tại sao nhóm vừa connect đi lần nghịch mình chân nhóm đi connect via sân. Ok, chân dân ai pra pra IIS Mobile và manager này đồng bay remote pi client machine và tập can website nơi lưu web server hay website và dương mình cứ chúng ta M3 website và chân dương ta connect to site dương ọt connect to server thế connect to server luôn ta tại administrator và connect to server administrator chân miễn sức bình lĩnh trong cả group ground lưu website tầng ọt chân dương connect to site này cứ specific website nào mùi và một nâng cư dương ban an ninh nhạc ở user tiền Windows tiền ai user cư miễn sức và từ lưu website chúng ta M3 website chân dương connect to site. Ok, cái lãnh đại dương trai bằng phính tệ tương nâng specify site connection detail và bỏ đồng miễn lùm ất bì ca chọp tập căn và site nâng và tìm mũi dương trai bằng phính chúng ta server được IP bỏ server và hai đấy bà trai bằng pin chung một server được cả IP bằng server và server đó đòi xa website nó cứ thất nó không ở server này. Ok, chân dân ai bằng pin chung một cả bán bằng pin IP cả bán hay chung thua bằng pin IP để chạm IP hết chân này tổng hợp lìa bài IP bị chỗ máu
bà bắt đầu mà sign name bà sign name nó cứ dương bà chưa được website để tao bán cái test rồi ai remote hay ai group ground từ lớp feature tiền mua nè chứng website dương chmua ấy để dương bán test mình cứ chmua tha free website dương vài chmua hỏi bán trầm trầm máu bà free website ok bà đại free website nó cứ thắt nơ lửa web server để miền IP phần này và ok thắt nơ lửa web server để miền IP phần này hai và to càng nghe bỏ dưỡng cứ dưỡng click next và bây giờ click next cho đau và tệ tên nâng connect to site nó cứ provide credential và chân credential nó cứ tệ tên nâng user account để dưỡng bạn bắt đầu xích ai remote cho một căn website chúng ta free website nâng lửa và server để miền IP mà rồi cao phí mà rồi học bấy chụy mùi chụy phí rồi hạ bấy đi và chân bấm nâng dương bàn tê sức ai phí user và đôi ai nhẹ ngọt đi ai mà chịch mưu mà xa tiết của bàn đấy ok dương bàn tê sức ai sri du hay nâng sri web admin để nít chi IIS nít cứ chi window ok chân dương pra user nà của bàn đấy ok chân dương mặc lại anh vĩnh ok ở lớp chân pra sri mốn web admin và tôi mới chăm pra sri u ok hai password bỏ sri và web admin nâng và bài chỗ máu ok hai và tôi càng nghe nâng dương click next ok chân viên nâng chắp đam truth bình nâng thật tá username để dương ban và user account để dương ban bằng bấy nhưng ạ trâm trâu odds và trâm trâu viên nâng ao dương shop tập can website và đại dương ban shop tập can này ok chương dương rung chạm về mình tích ok dương khởi tha việc tiêm toa trầm trầu hết chương dương khẩn chấp làm khẩn đấy và ok chương đề ngóc nia khởi tha tệ tao đừng specify connection name ấy cứ connect một căn website một nick hay ca và ca connection nó cứ chụp chơi hời bà chân dương ai finish ok chân dương khơi bà dương bà chôn mà đó bà website bà dương chôn mà đó website chúng ta free website bà hai user na để chôn mà nó cứ free web admin ok bà p client machine chân dương chôn mà đó p client machine anh đang ở kia ai chôn mà mơ client nhờ bà feature delegation ấy. Ok, nè, tặng ọc nè, tặng khơi feature tặng ọc nắng và cứ tự tôi bán sức bình lĩnh và tặng rít tặng rai nè và tự tôi bán sức bình lĩnh tặng rít tặng rai ok, bản chân dương ai nhờ remote chỉ mùi user mùi tiết mùi Windows và chân khiếm đi connect user này sân và hai dương remote mùi tiết chỉ mùi user Windows là sao nó lơ IIS và permission nó cứ dương ai ai user phong dương ai window user phong ok mấy dương ban test chỉ mùi nâng ai user hỏi ở lâu dương test chỉ mùi nâng window user bà ok chân dương mà client mà xin vĩnh bà hơi bà ai purple manager hơi dương connect to site mà nhóm ọt ạ thì bài cho đi tế để sao khi mà ạ thì bài rồi bà xa hỏi chân lại nít cứ IP ok hơi một website mà dương mà free website thì bắt đầu càng nghiền next và là cái user account này cứ dùng cho window user mà đó là sao hai user nhưng bạn điệp chọn hỏi ok chân window user mà dưới cứ free u này nhưng mà check mở lửa server cứ free u ok hãy bắt cho password bỏ free u và ok hãy bắt đầu càng nghiền click next ok chương trình khởi tha connect và new connection for successfully và chương trình connect tất cả website để chúng nó cứ chụp chế hay dùng finish càng ngày nó mở ok chương trình khởi p client machine dương ai remote cho tất cả website để chúng ta và free website tạm cho ai ai cũng phần mình chờ nó hay p để dương cho mà đó feature tầng ngon ấy cứ dương miễn dịch bình lĩnh để xa dương bạn thì ở dương ai mà bà bà chạy nó lưu feature delegation ấy chứng khởi miễn sức tiền rít tiền rài
bản chân nít cứ chi với đề dương bà chọn lược lớn bà pi bà tẹt tơ nâng phiếp chăm bác này bà delicate bà administration bà chân bia sống khăn mình tên nói xa được chung tay đẹp bà lược lớn còn lo mà hỏi tha dương nè cam domain admin nâng mà anh dương check group rưỡng ấy bà mẹn web có chess, mail có chess bà tẹt tơ đặt ta bê ấy có chess bà mẹn dương xây có chess thú tì bà con thầy dương đã can domain admin nó như cứ dương miên sức lưu kỳ cứ dương nẹ mệnh nách ở vầy vầy nó không domain tiền bù nè bản chứng tệ tân nâng ca cực cơn website bà dương cua tải bà tê sức bà oi user đây chỉ web admin nó cứ ai gì mô chô bì mà sân client màu hơi miên sức bình lình bà tần lỡ bà feature tầng online website nâng đầm bây bà đoàn tiếp nghe xuống bà ơi có ai cài prai bà na mui từ tam đồng đầu ca chậm bảy bà của sơn bờ dương ở ban thu cà phê sơn bảy lần tê chương bà có ở miền sơn đồng ca cài prai thì chương bà có ở miền sơn đồng ca cài prai bà có na ở vây để có thu cà cài prai đứng mình hai thứ bàn thì bà chương anh ấy ở vây để dương từ tại ở chạm vào đóm hơi cua tại hạ đồng bọn bạch bà từ xa dương domain này mình đang đối diện đắng và dương mình check group rưu tỷ nè ok chân tam sẽ tham bán cái mình nè can web xe nè can mail web xe chân cô thể mình cao tê sức và ôi nè can ca nghe thì mùi đứng từ tôi bán sức bình lên đầm bay mẹn này ở vây đề kê từ tôi khóc trâu đang nghe xuống nông ca cài phạm xe xe bản chân ở lý tệ tâm chúng nói tí buồn hơi dương chô chúng nói tí pram và đã chia chúng nói trong cao này mê riêng tí pram bỏ dưỡng bà tẹt tơ tận nâng ITP server ok chương chấm này dây rụm lực là quanh tích bà P IIS bà phòng bấy bà chương IIS phòng bấy mới liên dương ban bị chia hai P thẳng đám via cứ chia bằng đồng lấy internet server bà nông nâng dương miền server P sầm khánh miền ở web server hai nâng miền ITP server ok đại vị chia file server hai web server dân ban là sắp xa tràn mà hỏi ruồi hỏi và tăng pi tuần ti bảo web server nó cứ và cái prao đồng bay share information hay thưa mấy đồng bay ban web server nó lơ windows server pi pon là pi dân tao install IIS version của bay hay pi là dân install IIS version của bay hỏi dân tao miền website mui và hay dân ai website nó phải chỗ đồng bay thưa web hosting bà bắt đầu mà tiết dương ai ảnh ở nhà ở user nào mới ai remote dương ai cầm lọt lửa IP ấy chỉ đào mà dương tê sất ấy chỉ đào mình nó cứ dương ban ở sắc xa vì rồi đó là hỏi bản chân ở lâu đó server sống khăn tìm pin này IIS cứ tẹo tên là FTP server và FTP server nó vì chia file server và bị thật file server chia một sân mũi để tục file hay vì ai mà nạch file hãy file để nó không đăng hơi và ai chỉ file rút phim ai chỉ file so file sầm lê ấy nâng sầm đau tầng lư tên là nơi để nè tầng hóa kênh trong chạy rùm lê tầng ois và nẹp xe tiết nó lư bàn tài nhận và chân ITP đi vì chỉ file server để tục file mà nạch file ạ này nhạc ôi user xe xe nâng ai access file ai access cầm rất ná ạ sẵn lưu dương nè cầm not permission này ai access trăm tài read và rư tiền rít tiền rai chỉ đài mà sài dương đẹp cộng nọt ok chứng ATP mau bị bịa tha file transfer protocol và file transfer protocol và mình là chỉ protocol mỗi ai cũng có transfer file ai cũng chút file và chứng viên chỉ và box time protocol bằng đài mỗi và để trâu ban kỳ pra đồng bây bị chút file bị computer và mỗi tập can computer mỗi tiếp nó lơ bằng đài TCP IP đôi chỉ internet và dương chỉ đàm và hơi TCP sorry FTP đứng vì và miền nẹt cái nẹt chi client server và architecture của vì nó cứ chỉ client server và client server giống mình nè miền này thay dương miền FTP server mỗi nó lơ server people đọc pi và dương và nick chấm on dây từ lơ c chứ FTP có ai nó lơ Linux server ấy đấy còn dương nâu tí nít dương focus là Windows Server bản chân dương miên FTP server mui và nâu lơ server bị bọn đọc pi và dương hơi dương ai miên FTP client và đôi chia một sân
bạn đã lên machine ở Windows thì Windows 7, Windows 10, Windows 8 rồi machine Linux ấy chỉ đạo bạn chắc tế là FTP server hay client connect mà can bằng đài chỉ mùi kia và FTP client ai access file vì FTP server và đôi bạn và bằng hai nhờ không rút phím đi còn tại cả access file cũng rất ná à sai từ lứa ca cầm nót bỏ dương để xa dương chỉ nè riêng chọn FTP server bạn chương rút phép đi bằng hai dương pi rồi biết để dương ai shop từ can ở FTP server hay cáp shop từ can nó cứ đào bỏ dương cứ đồng bay access file nâng ai tiên nhập file download rồi upload à sai ca cầm nót ở server chương dương miên ở private FTP server và hơi miên ở và internal client hơi nâng external client bạn chương private FTP server dưới một tí hoa thật FTP server boss là dưỡng và OUPP chương computer nó không OUPP nữa đẹp cho một can viên nó cứ ai access file ok hai bà xin private FTP server nó cứ connect cho can public và connect cho can internet chương user phía càng cao mà và thao thật internet user nó có ai access file bạn đại ok chương này cứ chia một số bài để dưỡng ai shop cho can FTP bạn chương và tôi bây giờ đăng tha FTP đang về miền lệ cận nại giống mấy cái bao về đầm bay ấy hái và riêng sầm khan vẫn top mà ta thua mấy đầm bay ban FTP server nó lên server bị bỏ đập đi ok nó cứ chia riêng sầm khan vẫn top và cầm ơi tha ô đăng họ hơi tha FTP đang giống mấy ai giống mấy ta thua mấy ơi ban FTP server nó lên server bị bỏ đập đi áp đăng phong ok nó cứ chia riêng mười của sọt sải đấy, ok. Bạn chương của tôi bị dương đăng bị sát thang phía bị lệ cận nặng bảo vì hơi ở vây để từ đăng bằng tọt ta vừa dạng mịch và bán FTP server và lơ server và pipon là pi bao nhiêu, ok. Tỏ ở lối dương châu từ mưa đầm na ca này ca rip trong FTP server từ ngọc này. Bạn chương dương từ install server role và chúng ta FTP server nâng lên Windows Server 2012 bây giờ và hai đồng bây install server role nâng đôi nhận ngọt nha bàn đăng hơi cứ dương cho tập can server mà chớ hơi dương click like nhờ add role hay feature hơi dương bằng to click next rồi hô tập đó server role ok hơi vì chỉ phần này mùi và lấy IIS chân dương phần lý IIS máu hơi dương đừng khơi miên phía tha FTP server và chân dân select FTP máu hay và to càng nghe nâng và click next hay là hốt đoàn install và chân phê là dân install via chục chơi hơi và dân chạp đám riêng chậm ở via client chỉ FTP server và mình còn là install FTP server rồi hay via client chỉ FTP server phim thì và add copy web server thì phê là dân install ai hay add toàn miền website để chia đồng rau ca bằng dương là lấy thế miền tây default website mùi tỷ chương đồng rau ở dương add website phải cho từ và website bằng dương nước ai tầm nào ca bán lên server này và chương đôi khi đại p để dương install FTP server role nó lên và machine server people là pi hai và vi atom miền nữa và share file share ai bàn này và chương dương từ rip chấm ở ICF file bản chứng dương cho tập can ở IIS manager dương right click nó là size và dương đừng khơi miền biển mũi tha add size và chứng dương giờ add size và ok nó không tên add size ní dương miền po đầm miền để trâu bẩm bình và tí mũi cứ FTP size name ok chứng khi nhầm vô là nâng hơi chăm khi nhầm và demo bằng hai dưới và chương FTP size nên nick rom là đặt chmuh FTP size và đâm bay cọt sầm call và ai đặt chmuh dương chmuh sát tha ban bởi dương và rưu có chmuh và special bởi dương ấy chỉ đá và nó chỉ rưu bởi dương và rom là những ca cọt sầm call tại phần lọt ok hơi ở vây để rưu mình top tờ thứ cứ tẹt tâm nâng content directory nít chương FTP vì chỉ file server và chương cô đang để thua FTP nick cứ đâm bay share file từ ai client chẳng nâng nâng mà xin server people và nè ngọc nha nâng nè ngọc nha từ miền và riêng trong folder nà mùi tục file tục ấy máu ok đồng bây share nâng từ ai client
chương đẹp ngọc nia từ brow từ đó ti tăng này folder đại ban tục file sầm rạp ở client được kì chương brow máu ở ti tăng này folder nó nơi lại nhá đẹp ngọc nia brow từ đó vì màu hai và to ca nia nó click này bà phê được click này cho đo chụm lỗi môi tiết tệ tăng nâng ở binding hai nâng ISL setting bà chương binding nó cao phụt bà chương cao phụt nó phụt cho mình bà ở client ai phụt màu nâng hai ISL setting tệ tăng nâng certificate mũi bà nâng dương trâu miên certificate nâng dương tinh bị hạp bàn nà mùi máu bà đâm bây bà can bà sau phát tập tiếp nó cả tê file của viên ở client hay server này ok để xa SL nó viên encrypt và data là viên client hay server chứ tên ở đây dương sau phát tập tiếp chiến và ca để dương admin ở SL còn bởi dương admin thế dương mình ai pra pra SL lần bàn thì chân tìm mua dương mới bàn đi mình cap shop và cap shop chân cap shop dương khơi nhập shop tam IP và shop tam IP by default dương ai cái đặt all on assign rồi có dương ai specific IP mùi nà ở trong bàn áp thì bài hơi rồi viên all on assign hay nâng specific IP chân và dương cho all on assign tôi bây FTP server dương đô IP nà và đó có việc chọc một can IP nâng đòi xoay của quả tài và person và dương cho IP chạy lẽ về đà FTP server dương đô IP đồng đâu dương một cái lại nâng ok ai port và viết cứ protocol FTP cứ port mà phải mùi và bắt đầu mau dừng khởi tha start FTP sai nung automatically chẳng phải là dừng ba server pipon là pi mà FTP sai được nung server pipon là pi nung vì ba tầm nào ca đổi sai và bắt dừng ba ba tập ba vì tiền tệ để sai bị ba đổi sai và bắt đuổi trả hời hai tệ tâm nung ISL đi để sai dừng hot miễn và chẳng dừng hot ISL ISL certificate để bàn thế và chẳng dừng no ISL và no ISL đi còn là cái trên port đầu tiên là viên FTP client hay server nó viên lệnh lại chỉ plain text mà chỉ tầm rung mùi up smoke smoke up encrypt chân bà kê chạp bàn tầm lâu kê ạch nặng ok tại bà dương up miên sử thêm kết cái dương up miên chùm rửa thế dương miên là bà no ISL ok hai bà to càng nghi dương click next bà bây giờ dương click next ok ở nick chung có là up thì buy ok ở nick chung JP ca vì ISLA mình chưa bàn thì bài hết chưa học như vậy thằng bình tiết tế của mọi khác phế bản chương phê thì dương click next dương châu đau ở chùm nội mùi tiết cứ tệ tên nâng bà authentication hay nâng authorization bản chương này ngọc nít râu vô thay authentication nâng dạng mấy hay authorization nâng dạng mấy bản chương authentication nâng cứ tệ tên nâng bà tiên tốt phiếp trầm trở bà bên đại user ở xe máu nữa nha bà ta dương ai chưa rơi user và phê nà bà dương miên phi cầm rắp authentication miên anonymous bà xâm rắp bà không ai dương thả nà mực nâng bà chân user máu phì nà cả đời ai để đăng một chú bay nông ca connect bà xâm là dương dơ chùm rơi nâng bà có ai chôn một căn ở FTP server dương đòi ấp trăm bạch bằng ping username hay password thì bà dương rơi dơ chùm rơi basic bà basic ní cứ bà trâu ai bấm pin username bà này user account nào mùi bấm pin username hay password bọc user account nào mùi để dương bàn cộng nọ ok anh nâng chung phố authentication hai authorization tệ tên permission bê đài user nâng ạ cho mà đo bà FTP server bà dương ta dương ai sức cộng đặt nà bà chương kì ai để read rư gờ read hài rái anh nâng ạ sài dương nè cộng nọ hơi tệ tên nâng allow user ní bật dương ai allow all user cứ all user all window user ok rưu có dương ai specific user nà mùi ok bà bật to pi dương cầm nọt authentication hay nâng authorization hay nè tăng ốc nê click phí ní máu bà chỉ cả slide hay complete anh ích chấm áp thì bài rồi hết chấm on là dây là hằng bình dịa test bà hơi dương ai cho tập can FTP server và trước những khi ai cho tập can FTP server và hơi không biết những khi miền authentication để xem ra tại sao những tao user na để miền set và authorization đi và đi authentication đi user na để ai ai remote cho máu và ai access cho máu hơi authorization đi set cầm đặt ná
Ok, hai ATP current session này dương ai check mơ thật tao user nà. Và để bàn phát vào căn ATP dương không phê phát triển bọn. Hai complete dương bật Windows Firewall. Để xa Windows Firewall với bật tích. Và hot all incoming traffic show màu tì. Và là dương bàn bật đang bị khẳng đạo mà. Ok. Ok, tỏ. Ở lớn dương mơ bà ca demo bật chạy tầng ọc ní. Và chân nó không đại gram ní. Server bị quan là pin ấy riêng là thưa về chỉ FTP server hay và Windows server ấy riêng là thưa chỉ FTP client ok đảm bảo access mà can FTP server ok ba ok chương FTP client cứ học miền ấy bằng ba thế riêng là xây tam browser riêng miền browser sao hết ok chương nơi và server này nhưng tôi cả điểm chọn được sao vì by default vì chỉ FTP server thì ok tỏ ở lấy thứ mấy đầm bay điểm chọn mà nâng nhưng mà thì bài hỏi nhưng tôi tạo install FTP server chân dân bài và server people đọc bì và dân máu và đây cứ server people đọc bì và dân ok dân cho tôi server manager để sao rồi ca mà nâng chẳng ốc cứ nâng lên server manager chân ba là dân bài server people đọc bì máu và tiền server manager nó cứ bạn mà đòi swipe của quạt tại một đoạn rồi cả hàng nghìn tiền off nên lên server people là pi được có server nạp xây xây này Windows server nó cứ và prapra server này chờ và chương dương cho tôi add a role hay được features và hay before you begin in this dương thọ ban ati bài cho anh hơi và tăng pi đào mì riêng dương mà lại nhé đào chồng mì riêng mà lại ok và trước khi mà ở này dây chào đi tới của mọi cà phê chăm ba lại FTP chăm dương cái chạm vì phải thèm và to càng ấy nó dương click next ok hơi select installation time ấy ní dương dây rồi đó là hết chứ to càng ấy nó click next ok hơi server ní dương còn dây rồi đó đấy to càng ấy click next và chân cho đào server rồi ní và dương scroll lên một cào máu tin một cào máu và chân viên ở hàng Chrome IIS và dùng IIS dùng ban install thôi và xong ở toàn ban install IIS thế ở IIS FTP ban thế và chân viên từ install IIS tại sao dùng ban install thôi chân viên phần liên viên máu ok dùng đường khơi miên FTP server dùng select viên máu ok hay dùng IIS mơ ca phí phô niên tích đầm bây dù rướng một nước chân ban ati bài hơi và chân dùng mơ tích tiết máu FTP server enable the transfer of file between the client and server by using FTP protocol. Và chứng FTP server này anh nhận ở dương thư ca phải chuyên file rồi viên client hay server đòi pra FTP. Và chứng protocol là pra rồi viên client hay server FTP. Và đôi web server hay web client pra protocol là HTTP chẳng. Ok, user can establish FTP connection and transfer file by using FTP client. Okay. Or FTP enable web browser. Okay. Chừng user nó ai pra FTP client và đôi chỉ file sẽ là và ai nó ai chỉ FTP client và hơi ai pra web browser để bạn enable FTP. Chừng dùng pra web browser. Okay. Để sao chúng ta bạn download file sẽ là máu. Chúng dùng web browser thì tiết đấy, ok. Và chứ anh ấy còn chỉ cao bị bỏ nia đồng bây giờ dùng vô rướng tha ta FTP nó về dạng bệnh đấy, ok. Bản chứng và to ca nghi dùng click next, ok. Tại ta nồng feature bằng time nick xem auto ca thế hay và to ca nghi click next. Và cho đó ca install dương ai ai computer dương nó restart person bà chia đồng rau ca chạm bách ai restart ở swipe of what hơi dương install đi màu và chân dương chấp ra install FTP server rồi bây là dương install hơi dương miên là tập hiếp nông ca riêng chom ví ở client chỉ FTP server chỉ file server để tục file mà nạch file ảnh nhà ơi cái ai access file bản năng và chân dương rung chăm tích nâng nông cầm lông bây là vì cầm bông tay install đó. Ok,
Okay, tôi nhận ngọc nia bàn khơi installation succeeded on i2012.com. Bạn chân can install nó cứ bàn chụp chế hay là lơ mà machine server để miễn cho ta i2012.com này. Okay, chân dương close về máu. Bạn chân p đã install chụp chế hay ở vây để dương trâu thuê bản top. Bà cứ dương trâu riệp chom với ở client chi ftp server. Bạn chân dương trâu miền folder mới xâm rạp xé. Bạn chân chân mơ đại đi. Ok, chân nâng bạc cao ở folder mới. Bà chân bạc cao ở folder mới. Bà chân đã tha âm sri xé. Âm sri ftp. Ok. Bà hai cái folder nâng nè nó có cái này ai miền bà file mai chỉ luôn máu. Ok, nhưng ai ok, bà cả file tạch ấy môi pi máu. Và lý giác mong nít chấm ọt miền rút phiếp miền ấy. Mà chương ai bà cả file mà chỉ luôn máu. Ok, chương bà cả. Ok, chương bà cả bay bà cả. Ok, xem bà cao là mối pháo. Mối, pi, bấy, buôn, pram, pram mối. Và chân dương nâng share folder nâng ạ. Và tư ai và client. Hay client ai ở xe một căn folder nâng. Và tạm dạng FTP protocol. Ok. Và chân P là dương miên folder ai hỏi. Ok, dương cho từ riêng chóm ai server bí bọn là P dương client FTP server. Ok. Và chân dương theo bà IIS manager. Và chúng ta bảo IIS manager. Ok, chúng dương cho một căn nấp nông server manager dashboard này. Dương click IIS. Và hơi dương bằng to cho tập căn IIS manager. Và chúng dương phần lia chmô machine server và dương máu. Và ok, dương cứ dương autonomy FTP và server là loại tì. Chúng dương right click lên sai. Và dương đừng khơi miền bia add FTP site hay càng lớn thì cứ add website. Ok, chương dương add FTP site hay cái lại site name thì dương ban add thì bài hay cái đó là gì chmus và xung quanh thế chương dương đã tha âm 3 FTP FTP site. Ok, âm 3 FTP site. Ok, xong khăn cứ tì tăng này folder để dương tàu cao xe tạm dạng FTP đi. Và chân mình dương miên folder mỗi bàn bạc cao thấy nó không trải đi. Chân dương bảo tàu viên máu. Nó không trải đi hay folder dương chứ một tha âm 3 FTP next. Và âm 3 FTP dương select folder đường máu. Ok, hơi dương click showcase. Và to càng như dương cứ click next. Và cho đau binding hay nâng ISL setting dương ban ati bài mình hay. Và chân châm giao all unassigned. Và rưu nè ngọc ni ai specific IP. Và phần lực châm hơi dự báo của pra all unassigned vì phần xa chiến hay port port và phê mối protocol FTP. Ok, hơi vi start service nâng automatic. Và tại sao dương admin ISL. Và chân dương dân nose ISL hay phần to càng dương click next. Và cho đau authentication hay nâng authorization information. Và chân authentication này dương ai rước đường pi, rước gỡ rước muối. Ok, chân chân tế basic cứ pra anonymous. Và ok. Và anonymous cứ ai anonymous user, anonymous user, rước hào ta internet user. Và user mà bình nào cả đói có miễn sức. Và cho một căn FTP và dương đá, ai thể đăng một chỗ bài nông cả chỗ. Hãy ập trăm bạch bằng phênh username hay password tì đời xa. Và phí khẳng cao mất cái ập đăng thờ username hay password ấy tì. Và sau này dương do basic. Và xâm rạp trâu tạp và user để chọn cho một căn FTP server. Và dương trâu tạp bằng phênh username hay những password bằng user account nào mới để dương bàn cộng nọt. Và mình chân tế ập mình sức nóng cao chỗ tì. Mà chân phương basic xâm rạp xe ai group nế.
bà ơi pina cái đó ơi tệ ai đăng một chiêu bài được cao chiêu máu chứng anonymous hay authorization list bà chứng bà nó cần cầm authorization allow access to những select máu cứ anonymous user bà anonymous user anonymous user ai permission này bà dương ai thể read bài thôi và dương chẳng ai đái gọi lại tới phần chim ai thể read tiếp bà ok chứng bắt đầu máu dương finish bs bà chứng dương nâng khơi dương ba ITP size hay nick đặt tên nâng authentication dương ai mới bỏ miễn bà dương khơi như anonymous authentication enable hay basic authentication cứ dương disable ok hay authorization list dương khơi allows ok anonymous user how anonymous user hay permission how they read type of ok hay directory và tại tầng FTP directory browsing list và sorry FTP current session list và dừng check mới và after mean user name is login cho mà tìm ok bản chứng dừng ai và test test p client mới hay complete but window firewall hay dừng bản but hết và tăng bị down message thì còn là check mới confirm this này thì cứ như và window firewall những bạn bật hết ok bạn chân dương mark client machine và đôi nét off near khơi nhập nông đa dịch khám bạn chân client machine thì dương ai pra FTP client và đôi chia file sẽ là và rưu có và web browser để enable FTP client machine right. Ok chân nhưng bà web browser và bị client này Windows và Nix nhưng bà client hết và chân nhưng bà web browser nào mùi máu hơi để xa nhầm miên tại Internet Explorer và chân tìm mùi trao để make sure thay connection nâng ok xin ở viên client này server và xin là network connection nâng problem có bắt ai cập nhật nâng bàn này và chân nhưng ai vừa cả ping mười cao pi chục mười hộp ok những người tham biến ca chạy top network connection nó up miền bảy hai tế bản chứng và dương chạm ở rộng nét và protocol và protocol ấy đầm bay cho tập can ở FTP nâng và cứ protocol FTP ok hơi chục pi máu và những người binding mấy những cho tam IP và IP như đã all unassigned tôi bay chia server đô IP mình đó có việc cho tập tam IP đằng đấy chứ IP bắt server mà và thì khi IP bắt server này cứ mở đôi cao pi mở đôi học cùng bấy chuyện mua chuyện pi đôi hạ bảy mà mở đôi cao pi chuyện mở đôi học cùng bấy chuyện mua chuyện pi đôi hạ bảy ok ok oh này sorry bị chậm mà chắc nhưng mà clear history viên tích thì sao môn năng nhưng ok và chương này ngọc này khởi và cứ ITP root và chương ITP nó là lơ mà xin miền IP finish hay là ngọc này khởi nhập file để dùng bàn share và miền phần môi file list ok miền phần môi file để dùng bàn share hay là ngọc này ai mà confirm là lơ server và qua lơ server và cho tất cả ITP và nếu hay là ngọc này ai browse từ folder để server share cứ là Chrome action lại nhờ và explore this và nick và mùi file này chẳng một sao là dương bạc ca ai mùi tiết và thì hợp nhầm bạc ca folder là nick tiết đã chúng ta series ok chẳng dương mà mưa là client và dương mà refresh viên máu ok dương là khơi miền series nhé ok hay và dương chọn update ai là server mà thì họ đã thà OUPP ok dương mà client dương refresh máu và nên nó không nên miền OUPP ok chia directories ok anh ấy dương đặt directory bị mốc ok càng lấy chìa file hay nên nó không nên ai cứ ca download bán để sao dương OUPP reach
mà họ sẽ list chẳng thì họ những trang download file tờ tê đi mới để click về máu. Ok, chẳng những khơi tha dương ai xếp được open. Ok, hay admin ai thế, anh xem có open mới thế. Ok, dương ai mà mơ là server vĩnh và mơ là server, nên ngọc này ai chôn mà lại ITP current session list. Ok, chẳng nên ngọc này nâng khơi user đại bàn ngọc chôn máu mà cứ anonymous user và user up đăng vào phục cho bạn luôn thì ai mà xin này lock cho món nữa miền IP chạy môi chạy pì và nick mà xin client này miền IP chạy môi chạy pì hay những ai mà chạy môi chạy sai mà nó lơ mà xin client này mà nên ngọc này khơi IP chạy môi chạy pì và hai bạn này tặng ngọc này trong ai sở phát tập hiệp bình nhé và trong ai vì submit sự vật tiếp và cua tai oi và tệ tên là người authentication ấy và cua tai oi tai local user bàn hời và oi tai private oi tai user nó không sẽ tham bàn việc hời chẳng thương mình và riêng ai chôn mà cái line authentication ấy và tệ tên là anonymous authentication ấy nên ngọc này và disable bình máu và nên ngọc này disable hai nên ngọc này enable basic này bình và enable basic. Ok. Hai client ATP authorization list và tệ tên nâng anonymous user list nè ngọc này remove với chào mà. Ok. Hai nè ngọc này add allow rule và chứng nè ngọc này add specific user thì họ specific user là mũi bọc window user và thì họ user dù vốn hay chẳng mỏ rồi có user nào một xế ngay permission và ai tiền đi tiền ra chỉ rương qua nền ngọt nít. Ok, hãy click ok mỏ. Ok, chẳng dương khơi anh ta dương up out internet user thì tế và chẳng role nét để chôn mở ITP server dương bán trâu tay bằng pinh user account cứ user vốn hay password bằng user vốn hay pê để chôn mở bán tờ tôi bán sức tiền rít tiền rải. Ok, chẳng dừng ai thưa ca test bị client và nên ngọc này ok, ai clear history version bị chạm history và nên ngọc này refresh với máu. Ok, chẳng nên ngọc này khơi và lock chốt chỉ mua được username hay password và chứng username mấy user vốn hay password bằng user vốn mà và chứng xâm rạp mê riêng tì pramis dương và chọc vì trầm nắng và hơi sạp đá khói dương và to mê riêng tì bộ môi hay dương xoal bì chapter tiết và chứng bà xâm rạp mong nít và dừng và cho biết phần nâng hơi ở con trang xâm rạp nền ngọt nền bàn ở chỗ rũm và hơi dừng chụp nền sắp đá khói tam ca cộng nọt nền ca phía bởi dừng bàn chương xâm rạp ở Phoenix và cho biết phần nâng bàn ở con.